Tiền vệ Leandro Paredes và Renato Sanchez vừa gia nhập câu lạc bộ AS Roma, lập tức ra sân tập và được huấn luyện viên Mourinho yêu cầu nóng máy ngay, vì cuối tuần giải Serie A mùa năm 2023 đến năm 2024 khai diễn. Huấn luyện viên Mourinho có nhiều niềm tin ở tôi. Ông ấy nói, hãy nóng máy ngay. Cuối tuần AS Roma thi đấu với Salernitana, lúc 23:30 ngày 20 tháng 8, giờ Việt Nam. Tôi cần các cậu phải sẵn sàng, tiền vệ Leandro Paredes chia sẻ trên kênh Roma TV, trong ngày ra mắt đội bóng thành Rome. Leandro Paredes trở lại câu lạc bộ AS Roma theo hợp đồng chuyển nhượng từ PSG có mức phí 4 triệu euro, ký hợp đồng đến tháng 6 năm 2025 cùng tùy chọn gia hạn mùa kế tiếp. Mùa trước, tiền vệ 29 tuổi người Argentina thi đấu cho Juventus theo diện cho mượn. Anh cũng từng thi đấu cho AS Roma giai đoạn năm 2015 đến năm 2017, trước khi chuyển sang Zenit Saint Petersburg, Nga, và gia nhập PSG từ năm 2019. Cùng đến AS Roma ở mùa giải năm 2023 đến năm 2024, bên cạnh Leandro Paredes, còn có tiền vệ 25 tuổi người Bồ Đào Nha, Renato Sanchez, theo hợp đồng cho mượn từ PSG có mức phí 1 triệu euro và mua đứt 15 triệu euro nếu thi đấu 60% số trận. Sở dĩ, Jose Mourinho yêu cầu Leandro Paredes và Renato Sanchez nóng máy ngay, vì AS Roma thi đấu trận ra quân mùa giải mới Serie A vắng hai ngôi sao Paulo Dybala và Lorenzo Pellegrini vì án thẻ phạt. Bản thân nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng bị cấm chỉ đạo do chỉ trích trọng tài ở mùa trước. Hàng tiền vệ đội bóng thành Rome trước đó cũng chia tay tiền vệ Nemanja Matić đến câu lạc bộ Stade Rennais ở Pháp, còn Mani Camara và Jorginho Wijnaldum thì trở lại lần lượt câu lạc bộ Olympiacos và PSG khi hợp đồng cho mượn kết thúc. Tôi đã trưởng thành rất nhiều kể từ khi rời AS Roma, không chỉ với tư cách là một cầu thủ mà còn là một con người. Tôi đủ may mắn để giành được những điều rất quan trọng như vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina. Đó là điều tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Tôi rất hạnh phúc và muốn tiếp tục giành chiến thắng. Dybala, đồng đội ở đội tuyển Argentina, gọi cho tôi mỗi ngày để giục tôi đến AS Roma. Trở lại AS Roma, cùng với Jose Mourinho dẫn dắt, tôi hy vọng sẽ làm được những điều tốt nhất cho câu lạc bộ, Leandro Paredes nói thêm.